Bạn sử dụng bông phôn ngọc ní. Sử dụng một kênh channel YouTube Brian English 24. Trong video này, mình nhóm nâng hai nhạc tựa ní ẩm bí cao Present Perfect Continue. Chúng nói tìm mũi Present Perfect Continue Form. Ẩm bí tùm rung rồi bó bá chọc bón là cao bó rì bó cùng bông bón bón tố. Bà, dân thật ta, bà chạy bọn đại cao bộ rì bộ cùng bộ mình tố vì miền tùm rung bài bà nạc lá. Dân xong bộ bộ tình ngọc này mặc tù xin á, vì đâu chúng mùi khá nhóm tình ngọc này. Bà, dân chúng nói đại khá nhóm trời bùng hành bộ tình ngọc này cứ chúng nói tìm mũi, positive form, tùm rung chi bởi dục sớp, chúng nói tìm bí, negative form, tùm rung chi bởi dục bạc đế. Bạn ấy sẽ tỷ bấy question form tùm rung chia bởi dụng xóm xóm nú tỷ bốn rí review. Bạn chứng dân mơ mơ chúng nói tỷ mũi. Chúng nói tỷ mũi cứ positive form tùm rung chia bởi dụng xóm. Chứng tùm rung chia bởi dụng xóm cứ miên tùm rung đôi chia subject plus have or has plus been plus verb plus in ng. Bạn chẳng dùng mơ ưu tiêu hò rồi bảo vệ. Bạn chẳng ưu tiêu hò rồi bảo vệ dục chiếc tùm rung vệ dục sớp cư miên. Bà thường miên ưu tiêu hò tìm mối. I have been teaching English for 11 years. Bà nhóm bạn cầm bông tái bằng riêng ông lễ. Bà ở rồi dạ bế đọc mối. Đọc mối chẳng em. Chẳng dùng mơ tùm rung rồi bảo vệ. Đó tùm rung rồi bảo vệ chân chân khuyên ta ai. Và ai chỉ dập chiếc plus have plus been plus teach chỉ verb nâng plus ing. Và chân vì chỉ verb ing chỉ verb present participle. Và ưu tiêu hoa mùi tiền ưu tiêu hoa tỷ bỉ. I have been staying with my friend until I find my own place to live. Nhóm bạn cùng phong tài sản nữ chỉ mùi nâng mất ở rộ bọc nhóm rồi hốt đỏ. Nhóm và nhóm xoay ngược tì gần lại rùn nấu tòa khuôn bạn. Chứ nhân khơi anh ta ai chỉ sập chí plus have plus been plus stay chỉ verb nâng plus in ng. Và chính như mơ ưu tiêu mùi tiền ưu tiêu tỷ bảy. He has been cutting the grass. Và cốt bán cầm bông tay cắt cắt smile. Và chính như khơi tùm rung rồi bảo vệ chính he chỉ sắp sắp chỉ plus has plus been plus cut chi verb nâng plus in ng. Ba chẳng này cứ chia tùm rung chia pro dục srop. Ba chẳng nhưng mà mơ tùm rung mùi tiền tùm rung tì bì cứ negative form cứ chia tùm rung pro dục bà đế sai. Chẳng tùm rung chia pro dục bà đế sai cứ dương miên tùm rung ba subject plus have or has plus not plus been plus verb plus in ng. Chính chứng mơ mơ ưu tiêu hò. Chính ưu tiêu hò và ưu tiêu tìm mùi. John hasn't been feeling very well recently. John bạn không phụng tái mình miễn ở rộng lộ tế ấy lỡ này rồi có mấy thầm mấy mấy thầm mấy này. Và chính chứng mơ mơ tùm rộng bảo vệ dân. Và chân tùm rộng bảo vệ chứ nhưng khơi chọn chỉ dập chích plus has plus not plus been plus feel chỉ verb nâng plus in ng. Và nhưng mà ưu tiêu hôm mùi tiền ưu tiêu tỷ bì. We haven't been waiting for him. He come here late. Và bố dương mình ban cùng bông tay rung chạm quạt tì quạt cứ mập mập chữ
Chân cư dương khơi vĩ chỉ sắp chí plus have plus not plus been plus wait chỉ verb nâng plus in ng ba. Ủa thơ mươi tiền ủa thơ tỷ bảy Elan hasn't been doing the homework. Everything is messy. Ba. Chẳng Elan, bà Elan cứ mình cầm bông tái bà với cái cá té mình bán cầm bông tái với cái cá té nó tì à vậy vậy cứ rồi nhẹ rỡ rồi nhảy chứ dân cơn tha Elan Elan chỉ sắp chí plus has plus not plus been plus do chỉ verb nên plus in and chỉ chúng này cứ chia tùm rung pro vô bà đế sài chân chân mong mơ tùm rung mùi tiền tùm rung tỷ bày question form tùm rung pro vô xóm xâm nua chân tùm rung pro vô xâm nua cứ dương miền have or has nè tùm rung vô xâm nua cứ miền tùm rung have or has plus subject plus been plus verb plus ing bà chân chân miền ưu tiêu hồ chân ưu tiêu tìm mùi. What has you been doing since I saw you? Bà ta nè bàn công phong thua bởi tán bị nhóm khớn khớn nè chân chân khớn tùm rung rồi bảo viết cư bà ní cư đập dụ ai khói sánh bà chân khớn dân hình have bà plus you chỉ subject plus been plus do chỉ verb nâng plus in ing ba ឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ទី2 Mary played tennis quite often. How long has she been playing tennis? បាទ Mary ហ្នឹងគឺបានលេងវាយកូនបាល់ជាញឹកញាប់បាទតើនាងបានលេងវាយកូនបាល់ហ្នឹងបានកំពុងលេងវាយកូនបាល់ហ្នឹងអស់រយៈពេលប៉ុន្មានហើយជាងយើងឃើញទម្រង់របស់វាជាងទម្រង់របស់វាគឺយើងឃើញ how long នេះគឺជា WA question ដែរជាង has plus C ជា subject plus been plus play ជា verb និង plus in ing មួយទៀតឧទាហរណ៍ទី3 Has your girlfriend been waiting for our she look furious?បាទអញ្ចឹងតើមិត្តស្រីរបស់អ្នកបានកំពុងតែរងចាំអ្នកអស់ជាច្រើនម៉ោងឬនាងមើលទៅដូចជាខឹងខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរគឺយើងឃើញថា has បាទ has នៅខាងមុខ plus your girlfriend ជា subject plus been plus wait ជា verb និង plus in ING បាទអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាទម្រង់ប្រយោគសំនួរបាទអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាហើយគឺវាមាន3ទម្រង់ទម្រង់ប្រយោគស្របទម្រង់ប្រយោគបដិសេធនិងទម្រង់ប្រយោគសំសំនួរបាទឥឡូវយើង review ឡើងវិញបាទអញ្ចឹងទម្រង់ទាំង3នោះគឺទម្រង់ទី1គឺទម្រង់ប្រយោគស្របអញ្ចឹងទម្រង់ប្រយោគស្របគឺមានទម្រង់ subject plus have or has plus been plus verb plus in ng បាទនេះជាទម្រង់ទី1គឺទម្រង់ positive form ទម្រង់ទី2ទម្រង់ negative form អញ្ចឹងទម្រង់ negative form គឺមានទម្រង់ subject plus have or has plus not plus been plus verb plus in ng បាទទី3គឺប្រយោគ question form គឺជាទម្រង់ប្រយោគសំសំនួរអញ្ចឹងទម្រង់ប្រយោគសំនួរគឺមានជាងមាន has or has plus subject plus been plus verb plus in ng បាទអញ្ចឹងទាំង3នេះគឺជាទម្រង់ប្រយោគនៅក្នុងកាល present perfect continuous បាទទម្រង់របស់បច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍កំពុងបន្តបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់បាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី the definition of present perfect continuous
thì nhiều ông pin thì chồng mình lấy bà lấy cao present perfect hoàn thành nhiều này cá ba chấm bón là cá body bố còn bông bón một tổ chương thật ta cao ba chấm bón là cá body bố còn bông một tổ vì miền thì dùng mình lấy bài này khá chương xong complete bông bông thì ngọc này trăm rung trăm tam đan tu sna thì ngọc này bà chương video này cái ngày này cứ miền tại phần y tế bà ông quân cho ra bông bông ngọc này làm rạp cá cho mặc tu sna video đang bị đau một hồi đó chọc hai bữa sân chỉ miên chúng nói khoa kha trong chúng nói nà nú xôm phải tô khăn tay phải tô đào rục nhom phong mà xôm một cuốn xôm chấm điệp thì